cách đây khoảng hơn 2 tháng thì hai đầu gối của em nó tật và em không đi được. Em đi hai đầu gối em đau lắm rồi em lấy thuốc ở trên có cái ông ở trên đấy em lấy thuốc về bó chân, càng bó càng đau thêm. Biển này cũng có tác dụng. Ông xã nhà em thấy chân em đau quá là ông xã em xem ở trên mạng ấy, mấy ông thầy xoa bóp đấy, ông xã em về bắt trước xoa bóp cho em. Tại bây giờ thì chân em đi cảm thấy đỡ đau hơn. Thì như vậy á là chị coi trong cái YouTube mà về của cái bộ môn này chữa bệnh như gì? Thì hai cái đồng hồ đấy ạ, cát người ta bảo nó cát có tác dụng. Thế em vào trong cái sáng nào em đi tới cát đi bộ. Nhà em thấy không tác dụng lắm ấy, nhà em xem ở trong mạng ấy có mấy ông trong cứu bất mang bấm huyệt đấy, thì em về bắt trước. Bắt trước thấy cũng tác dụng phết đấy. Dạo này em đi thấy cũng càng lên. Anh cầm micro đi. Anh là học ở đâu vậy? Học ở trên mạng chỗ nào vậy? Em chỉ biết là ở trên mạng có chỗ thầy dạy cái ngũ cụm tâm kinh ấy. Tâm kinh là cái môn này và môn nào đấy thì em thực hiện phương pháp đi. Nhưng mà có điều là khi mà uốn chân đằng sau vào này mà không uốn được thì phải chịu. Chân của em cầm vào không cầm được, sát hẳn. Thứ hai là em chưa tìm được ra tại sao mà cái khu ở dưới từ cột sống dưới này đến cho đến bông thì nó bì mà em không làm cái nào để hết bì cái đấy, nó hết bì. Hiện tại cái lưng em bì lắm, cấu cũng thấy đau ấy. Không đau. Vâng. Cấu cũng lau nhà em. Rồi hôm nay chị chồm đá, chị có chồm cái chồm cái lưng không? Không, em chồm đá chỉ về chồm tim thôi. À chồm gan. Rồi như vậy là chị bị đau rồi chữa tùm lum không khỏi, mà ông xã của chị lên YouTube học vài chiêu mà làm ok đúng không? Phải nói cho rõ vậy, rồi sau đó là thuyết phục được là anh chị mới tham gia ở đây. Rồi nhà anh chị ở đâu lận? Cái gì? Cầu Viêu phía trong Hà Đông. Hà Đông à? Ok. Thì bây giờ mời chị lên đây đi. Rồi, chị đứng ở đây nè, chị đứng ở đây nè. Đó, chị quay mặt xuống đây. Rồi, chị ngồi xuống giúp giùm đi. Ngồi xuống. Em ngồi, em không ngồi đâu. Đó. Thế thôi này thôi. À, thế thôi. Vâng. Rồi đứng dậy. À, tức là anh làm được cái đó nhưng mà anh lại không có để quay chân được phải không? Vâng. Rồi. Bởi vì là trước kia hồi xưa nhà em chưa làm thì em chỉ đi cứ có khoảng chân này là đầu gối em chỉ đi đại khái nó không thẳng chân lên được cái cong chân này này. À. Vâng. Em bởi vì đằng sau này ảnh hưởng cái cơ đằng sau này nó không thẳng. Vẫn trùng, em ngồi không ngồi được. Đấy, ngồi chỉ thế này thôi này. À. Không ngồi được hơn nữa. À, rồi. Vậy là khá rồi đó. Dạ, vâng. Ok. Bây giờ là chắc là giờ này qua chút đi. Rồi, mời chị Thượng Đài lên ngồi đây. Rồi, mọi người có thể lên nhìn qua coi. Này, em bỏ chân này. Rồi, xin vô đâu. Ngồi dậy chưa thì có phải nằm liền nè. Bà ơi. Ủa bà ghê, xin vô. Lẹ ghê. Ok. Rồi, còn cái chân này bị gì đây nè? Đây, em bó đây. Em không đau được ai không đi được cái bó này. À, đi không được cái bó ha. Anh ta nói là thuốc bó, em bó. Xong
6 miếng và 4 miếng một tuần. Thế hơn 1 tháng gần 2 tháng cái này này. Xong rồi nó bị gì hết. Đấy, không nó rét thế này, bây giờ rồi đỡ thế hồi xưa em mới bó. Nhưng mà là không có bớt. Vâng, nó vẫn cháy. Sao vô hơi nóng rồi. Chân em bây giờ còn ấm chứ bước chứa lạnh tắt luôn. Không, nhưng mà mọi người cứ sợ đi nha. Chân bên đây ấm, bên đây lạnh. Bên này còn ấm nữa, bây giờ lạnh. Chân thì lạnh đấy. Cái chân nào, bên nào đau? Bên này đau ạ. Bên này đau ạ. Thì rõ ràng ha, khi mình sờ vô cái chân này, bên này lạnh, bên này nóng, thì bên này nóng nhiều á, thì chứng tỏ rằng chỗ này có bị viêm. Thì ở trong Đông y nó có cái câu hay lắm, hàn thì hộ ngộ hàn tắc tử, mà nhiệt thì ngộ nhiệt tắc cuồng. Cho nên cái nóng mà làm cái nóng vô á, thì nó điên luôn. Cho vậy á, là chị này có một cái hiện tượng viêm ở đây, mà khi viêm á, thì cần phải làm sao cho đừng bị viêm. Thì mình ở đây á, thì mình có cái đá của mình đã bỏ vào trong căn lạnh, rồi mình chôn cho nó lạnh ở đây á, thì nó đã cũng có kết quả rồi. Nhưng mà cái người thầy á, thuốc á, mà dân gian á, thì mình không trách được, tại vì họ không có chuyên môn, ngay cái đông y của họ cũng không biết nữa. Thì thường thường á, những cái loại thuốc á, mà làm cho chợ, mấy cái này á, thì họ dùng ngã trục nè, hồng hoa, đào nhân, và thậm chí họ còn dùng thêm cái cây lưỡi rắn, mà cái cây đó, cái mũ nó độc lắm, để vào đây rồi làm cho tổn thương hết như vậy nè. Nhưng mà không sao, bây giờ ổng cũng là mấy chục năm rồi, cũng không chê nữa. Hồi xưa mà mới về mà đúc cái chân thì là không chạy mất rồi, đúng không? Là chê rồi. Ok, thế thì bây giờ là mình sẽ nhìn lại hai cái chân á, thì thực ra là cái chân, hai bên chân á, nó không có đều nhau ha, không có đều nhau ha. Chân trái bự hơn, chân trái bự nhiều hơn ha, phải không? Không, đây. Chân phải mới nè, cái này nè luôn. Không không, em thấy bự hơn, em đứng qua đây em mới nhìn thấy, đây nè, to hơn nè, ống chân cũng to hơn nè, thấy chưa? Cái chân trái sưng lên nè, to hơn nè, thấy chưa? Do đó là giờ chúng ta học cái bài, ông phải nhìn cho kỹ nha. Thì chúng ta học cái bài gì? Học cái bài á, là ta bơm máu xuống chân. Thì bơm máu xuống chân á, thì chúng ta bằng cách nào? Bây giờ chị để chân lên chút xíu, bây giờ chị co chân lên ha. Thì khi mà bơm máu chân á, thì cái người bệnh sẽ lấy cái tay á, chặn ở dưới đây. Ở đây có động tĩnh mạch ở dưới, bè ở cái khoeo chân này. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là chặn ở đây. Rồi bà này bà nghề ghê chứ. Rõ ràng là ăn cắp đi ngày cũng là nhanh chứ hả? Ông xã với em là em bắt trước. Đấy, đó rồi, giỏi. Rồi, như vậy á, là khi mà ta làm cái này á, thì mọi người sẽ, thay vì tôi cũng cầm, nhưng mà giờ bà này cầm rồi tôi vuốt thôi, thì mình sẽ sờ có hai cái lỗng này, thấy chưa? Thấy chưa? Ha, thì cái này khóa rồi. Bây giờ ta nắm, ta vuốt xuống nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi tôi vuốt nhẹ nhàng xong bắt đầu á, là tôi sẽ đưa máu nó xuống đây bằng cách là dùng 4 cái ngón tay. Tôi bóp, mọi người nhìn này nha. Tôi bóp và tôi kéo xuống nè. Thấy không? Đây, tôi bóp, tôi kéo xuống. Và tôi có bóp kéo xuống là gì? Để tôi kéo cái máu của nó xuống đây. Nè. Và khi mà tôi đem kéo máu xuống đây rồi, ha, thì mọi người nhìn này nha, tôi dùng 3 ngón tay của hai bên, tôi chặn hai cái động tĩnh mạch ở hai bên, và tôi nắm cái ngón cái, tôi vuốt cái này. Thấy chưa? Rồi, tôi vuốt xong rồi, thì bây giờ bắt đầu á, tôi mới dùng á, là ngón cái tôi khóa cái chân lại, giống như hồi nào hồi hổm mình đi học cái khai thông á, và tôi đẩy cái điểm tĩnh mạch ở giữa ngón 4 và 5. Mọi người tôi đẩy, coi tôi đẩy đi. Và tôi đẩy cái này xong rồi, bắt đầu tôi tiếp đẩy cái 1, 2. Rồi, khi tôi đẩy cái 1, 2 xong rồi, bây giờ tôi thả ra, tôi đẩy cùng một lúc 2 cái. Rồi, thì coi như á, là cái việc bơm máu hoàn thành, thì giống như là ta chữa, thì cho tôi một cái bóng, cái băng của anh đi. Dùng qua đây.
mọi người nhìn thấy học được rồi ha. Rồi đưa mình lên. Rồi thì chúng ta sẽ chặn cái mạch máu lại và kẹp này lại. Chị xích lại đi chút xíu đi cho xích lại tôi nè. Rồi, đó, rồi, nữa. Nữa được không? Và mọi người thấy á, em cái lầy nó không hơn được à. Rồi, thế lầy là được rồi. À. Thì bây giờ là chị này chỉ nói là thế lầy được rồi. À. Thì bây giờ cái đầu gối mọi người nhìn coi cái tay tôi vỗ đầu gối nha. Chúng ta lấy cái tay chúng ta phải làm tròn vậy, ta vỗ cái đầu gối như này. À. Và khi tôi vỗ đầu gối xong rồi đó thì tôi đẩy á, thì mọi người nhớ á, là những cái van tĩnh mạch á, nó nằm ở bên chỗ gốc này, nó nằm ở chỗ gốc này thì chúng ta sẽ thấy rõ thì mạch máu, thấy chưa? Nghe không? Và chúng ta muốn mà tìm cho được cái điểm đó đó thì chúng ta lấy cái tay chúng ta kề nè, đây nè, chà, tôi chà đây, tôi chà, tôi miết như vậy. À, không sao, chỗ này nó không có vấn đề gì. Tôi bắt đầu tôi miết bên đây nè. Thì tôi miết bên đây á, thì tôi cũng miết ngay cái chỗ mà xanh xanh này nè, là cái tĩnh mạch á. Thì thực ra là chị này á, là mấy cái van đây nó không có bị tắc nhiều nè. Thành ra là tôi đẩy vô nó không có bị cộm, nhưng mà tôi vẫn đẩy. Thì mọi người nhìn này nha, tôi đẩy ngón cái nè ha, nhìn này nha, tôi đẩy lên đây. Khi đẩy lên đây tới đây xong á, là tôi dùng hai cái này tôi ép nè, thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Tôi đẩy về tôi ép nè. Thấy không? Tôi đẩy cái này xong cái tôi ép bằng cái chỗ này. Khi ép xong rồi á là thả ra. Rồi, thả ra xong á thì bắt đầu tôi đẩy từ dưới đây lên nè. Mọi người nhìn nha. Hồi nãy á gọi là khóa thì cái này trái lại gọi là mở. Mọi người nhìn thấy cái tay tôi nè, thấy không? Thấy chưa? Rồi tôi đẩy đây. Đẩy đây. Đẩy đây. Đẩy đây. Rồi, bây giờ chị kéo chân lên chút nữa. Kéo. Bây giờ chị kéo sát hơn chút nữa. Thấy khác hơn không? Mọi người thấy đẩy bây giờ xếp vô được nhiều hơn em. Thế thì tôi vỗ thêm chút nữa. Mình cũng không cần gì mà ghê gớm. Thấy chưa? Rồi, khi mà tôi vỗ lên xong rồi, bây giờ bắt đầu tôi lấy cái ngón cái nữa này nha. Mọi người nhìn thấy mạch máu rồi chưa? À, bây giờ tôi lấy cái tôi đẩy nè, thấy chưa? Và khi đẩy lên xong á thì tôi mới để cái cạnh tay tôi miết này, thấy chưa? Cái cùi tay ha, cái động tác mình không cần gì mà ghê gớm, nhẹ nhàng vậy thôi. Để ông nhìn rõ chưa, phải làm cho bà để chặn chặn cái lưng nhìn. Rồi. Rồi đấy, rồi thả ra. À, rồi thả xong rồi, xong rồi bây giờ tôi đẩy tiếp nè, mọi người nhìn nha. Đấy, tôi chỉ đẩy đẩy thôi, đẩy nhẹ nhàng thôi. À, đấy. Rồi, bây giờ chị ép kéo chân lên đi. Bây giờ chị kéo thật sát vô. Mọi người bây giờ thấy khác rồi. Và rồi và như vậy á là cái chị cứ kéo mạnh vô đi, đừng có sợ. Đau. Thì mọi người thấy á, bây giờ nói như vậy chứ mà ép sát bao nhiêu rồi. Nhưng mà thầy ơi, chưa bỏ cái bóng ra. Không. Chưa bỏ chi? Em đang ép bóng. Đúng. Lúc này có cần phải cần chứ? Vẫn cần. Ôi trời, kinh. Đang làm. Bác à, bác tha cho em ạ. Không? Thì mình vẫn chặn cái mạch máu chứ, rồi mình kéo sát vô. À, nhưng mà điều cái là mình hơi tàn nhẫn chút xíu, là mình nắm cái đầu này mình kéo ra như này, thấy chưa? Và đây kéo sao biết không? Mình kéo mấy cái nè, tôi kéo nè, 1, thấy không? 2, thấy không? 3, tôi á, gặp là thầy ơi, thầy làm giùm em, mà làm xong cái mặt nhăn vậy đó, thấy không? Ráng mà chịu, thấy không? Đó, rồi, thì kéo xong rồi, bắt đầu mình đẩy nè, thấy chưa? Mọi người thấy không? Đấy. Đấy. Nhưng mà nhớ đẩy á, là mình để ý mấy cái mạch máu này. Mình mát xa này lên cái mạch máu. Thấy chưa? Thấy để ý chưa? Rồi, bỏ chân ra đi. Rồi, bỏ chân ra xong rồi. Bây giờ tôi đẩy đi nha. Đẩy lên nè. Thực ra, nếu mà mình có miếng Vaseline á,
mình vô vô mình làm như vậy chứ nó sẽ hay hơn. Rồi bây giờ mọi người sẽ nhìn hai cái chân. Bây giờ mọi người bây giờ khác chưa? Bây giờ mình thấy cái chân mình thì to hơn. Thấy chưa? Bây giờ mình thấy cái chân bên đây là nó thấy chưa? Nè, rồi bây giờ mời ông kia qua đây. Ông chồng qua. Chứ mọi người nhìn thấy hai chân nó khác rồi. Rồi bây giờ bắt đầu anh sẽ làm y như là nãy tôi làm. Rồi làm đi. Dạ. Anh là bỏ máy xuống đi xuống. Rồi tắt máy đi. Rồi chị bỏ cái banner vô đây. Rồi anh làm vô đó. Rồi bây giờ chị kéo vô để cho chị từ kéo đi. Rồi bây giờ anh đẩy vô chưa? Đây khoan anh nhìn này nha, là khi làm để cho thẳng lên này ha, thì bây giờ là anh vỗ trước, anh vỗ cho tôi đi, em toàn vỗ sau. Không ông phải mò mặt rồi đã mới đi vỗ chứ tự nhiên nhào vô cái vỗ liền. Mò đã rồi mới vỗ. Chân này chưa bơm máu rồi bây giờ chưa bơm máu, đúng rồi anh phải bơm máu lại. Rồi bây giờ bơm máu đi, em chưa học bơm máu. Đúng, đây đây học rồi. Cái đoạn em chưa nhìn. Rồi bây giờ mới nhìn. Rồi, bây giờ chị để cái chân lên. Chưa bơm máu. Rồi chị bỏ chân ra, và bỏ bên ra. Rồi chị lấy cái tay chị chặn nha. Rồi chị chặn đây, rồi ăn bơm đi. Không, hai ngón cái, đẩy này lên. Đây, ở đây hai cái lỗ nè. Đây, thả ra đây. Cái này. Đó. Thấy cái hõm, thấy cái hõm không? Đấy rồi, không có. Rồi kéo xuống. Nè, khoan, mọi người nhìn đây nha. Ông này ông đẩy cứng lắm, mình mềm mại nhẹ xuống. Hiểu không? Làm nhẹ nhàng lên chứ đừng. Đấy. Ngày xưa mà vụ sao giờ phải về vậy chứ. Toàn hiến răng hiến lợi. Thầy vuốt sức nhẹ mà nhà ông xã em vuốt mạnh lắm. Tao rách chân. Muốn rách chân luôn. Rồi. Có lúc rốt cả da thì. Tao đã dựng làm rồi. Bóp vậy nè. Đó, bóp xuống rồi. Ok, cho bà. Cho ông làm cho bà ớn luôn. Ngày xưa mới quen bà thì cứ bơn chấn chấn nhẹ nhàng thế. Đó, đúng rồi đó. Mọi người nhìn đi nha. Thấy không? Đây. Rồi, bây giờ cho chân xuống đây đi. Chị vẫn cứ khóa này đi. Chị vẫn cứ khóa. Rồi. Rồi, bây giờ anh lấy hai cái tay bấu về như vậy. Rồi, chặn cái mạch máu ở hai bên. Đây, chặn hai bên. Rồi, nó vuốt nhẹ nhàng xuống. Đó. Đây, đúng rồi đó. Hai cái tay đều. Chính xác rồi. Nè, rồi, bây giờ một cái tay ngón cái rồi đó, là chặn cái mạch máu đây. Một cái ngón cái, một cái ba ngón này là chặn mạch máu đây, đúng không? Và ở đây đẩy lên 5-7 cái, đây đẩy lên 5-7 cái. Đẩy cho tôi đi. Nè nè, nè mọi người nhìn không có đẩy cứng nha, mà vuốt nhẹ nè. Thấy không? Đó. Không, vuốt nhẹ là phải kéo cái gì nè, chứ không phải không khiều bị chán. Đấy. Thấy không? Mọi người chú ý nha. Thấy không? Mình làm rất nhẹ nhàng, mềm mại. Ngón 1-2. Cái khe 1-2. Đây nè, đó. Đó. Không cần phải ấn sâu lắm. Mình đi giờ chỉ lướt trên cái mạch máu thôi. Cái tuổi này là hầm hố nó quen rồi. Đúng rồi, hầm hố quen rồi. Rồi, hai ngón cái làm cùng lúc. Đây, vuốt nhẹ lên. Đó, vậy đó. Chính xác. Chân gì? Rồi, bắt đầu bơm máu xong rồi. Bây giờ bắt đầu giữa cái này. Cái bỏ bóng vô. Mọi người nhìn đi nha. Thì cái gì này chị ép sát vô. Không phải. Phổ nhẹ. Cứ hay quên là đặt đấy. Quên. Rồi mọi người chú ý nha. Khi mình vỗ xong rồi đó, thì anh này sẽ dùng cái ngón cái miết ở bên góc này. Miết đi. Miết coi có gì cộm cộm không? Không. Miết để tìm, dò tìm. Coi nó có gì cộm cộm không? Và nếu như mà nó có gì đó cộm cộm á, thì mình
mít cho nó hết cỏ cọt. À, hiểu chưa? Vút hết rồi. Rồi hiểu cái rồi. Đấy, thì bên đây tức là ông này cũng có làm được rồi đó. Em rồi. Rồi khi mà anh đã, bây giờ bắt đầu anh đẩy á, thì anh đẩy ở đây nè, anh đẩy lên này ha. Anh đẩy nè, anh đẩy lên nhìn tôi như làm nè. Anh đẩy lên vậy ha. Đẩy lên đây xong á, anh đưa hai cái cạnh tay lên á, anh đẩy lên vậy. Ok. Rồi làm thử đi. Đó, đúng rồi đấy. Rồi. Đúng rồi. Đó, chính xác rồi. Trời ơi, cái tay này cũng dẻo lắm đấy chứ. Một tháng rồi thì ạ. Ừ. em uống thêm cái quả nhớt đấy. Em đỡ nhiều đấy ạ. Cách đây 2 tháng em không đi được. Thế cái mọi người đều gọi em là con chim cánh cụt. Đi con chim cánh cụt đi. Đi như chim cánh cụt vậy. Rồi, đó. Rồi xong cái là khi anh đẩy cái xong rồi thì mới kêu bỏ chân ra đây. Rồi anh đẩy không là bắt đầu từ đây đây, rồi anh vừa đẩy lên đó, rồi miết này đó, chặn lên đó, đúng rồi đó. Anh làm dừng 7 cái. Mọi người bắt đầu thấy nhớ bài chưa? Bây giờ nhớ là mình đẩy ngón cái lên xong mình miết hai cái cạnh tay này, miết sát lên. Và nhớ là không phải ẩn sâu mà là lướt trên cái mạch máu. Rồi bây giờ chị kéo cái chân vô nữa, giờ chị kéo mạch vô đi nữa. Rồi đó, rồi đẩy, rồi dỗ, đúng rồi, dỗi. Bây giờ là ngon rồi đó. Lúc nhớ thì bố bắt đầu không nhớ lại bố cuối thì cứ làm hoài. Rồi đẩy là nhớ, mọi người nhớ nè, khi đẩy á nè, anh phải đẩy hai cái cạnh này nè, cái ngón này nè, đẩy vậy nè, bắt đầu nó xoay lên vậy, đúng không? Đó rồi, không đẩy vậy, đẩy vậy nè, anh đẩy vậy nè, rồi anh mới đưa cái này lên nè, anh thấy không? Đấy, đó thấy không? Đấy, trời ơi, phải đúng bài mới được. Tại em thấy thầy dạy ở trong kia mà hướng dẫn các học viên thì em làm trước kiểu ấy, không làm cái này. Nhìn thực tế luôn ha. Và thực tế là thầy đấy. Cái gì tối nay ông về ông làm cho bà ấy 3-4 lần, sáng mai là thành tạo này. Không, 3-4 lần cái gì? Làm đây rồi mai, sáng mai làm chứ cứ mò ra cứ làm riết nữa, tróc mẹ ra hết. Rồi, bỏ chân ra, rồi đẩy. Rồi, mọi người nhớ nha, là khi mà mình đẩy, mình làm đóng mở đó thì bao giờ là hai cái cạnh bên đây vẫn là cái quan trọng. Tại vì những cái van tĩnh mạch đó, nó nằm ở hai bên cái hốc, hai bên chân. Thành ra là khi mà mình đẩy như vậy á thì nó sẽ làm cho mấy cái đó nó được lưu thông. Chân nó bắt đầu chăng lên. Rồi, bây giờ lên lần thứ ba. Và lần thứ ba là đặc biệt là chỉ kéo cố gắng hết sức đi. Kéo sát vô. Rồi, anh mới nắm cái đầu gối anh kéo ra. Đúng rồi. Đó. 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 Đúng rồi. Đúng. Rồi. Không, nhưng mà thầy làm không kêu. Mà làm vậy mới thấy cái kết quả. Ở nhà tôi làm này đâu, tập kéo đâu, kéo là nó bắt đầu nhăn nhó rồi. Nhưng mà mọi người nhớ một điều này là chị này phải giảm cân. Bắt buộc. Em đặt rồi. Mà nói thực tế giảm được mấy ký? Bây giờ khoảng hơn 6 ký, trước em 70 ký đấy. Đấy, giảm 10 ký đó, về thêm 10 ký nữa nha. Bây giờ phải trả giá mới được, không trả giá không được. Lúc chưa đau mấy thì béo, đau mới bắt đầu này. Tại vì sao mọi người biết không? Tại vì khi nó tắt á, mà để cho cái sức nặng của cơ thể nó càng tắt thêm. Và cái đầu gối và cái lưng của mình là giống như hai cái đòn gánh vậy đó, thì bị tổn thương là bị nhiều nhất cái đó. Nếu như mà không giảm cân, nếu như mà không được điều trị một cách tích cực á, là sau này á, là nó làm thối quá khớp rồi đó, mà nó hư hao trong nó hết rồi thì chỉ có cách là thay khớp thôi, chứ chúng ta không có làm cách nào khác hơn. Rồi đẩy tiếp đi. Em đi khám đây bảo là gai đầu gối. Thì em đi đầu tiên là em đi cứ không tưởng tượng cái hai cái đinh đóng hai đầu gối, không bức nổi ấy. Sao mức độ ấy? Mấy đứa con rồi? Em 2 cháu. Rồi 2 cháu rồi.
Rồi, bây giờ mọi người sẽ nhìn hai cái chân này lại. À, rồi, em đo cho lại mọi người thấy bây giờ hai chân ok chưa? À, rồi, bây giờ mời chị đứng ra đây. À, rồi chị ngồi, mọi người sẽ nhìn chị này, chị ngồi xuống đứng dậy ra cho. Rồi, chị cứ để đứng ở đây nè. Đó. Rồi. Rồi ngồi xuống đứng dậy. Ừ, ngồi xuống đứng dậy. Đừng có ngồi luôn ở cái đó. Rồi. Rồi, đứng dậy. Chân rộng ra. Chân rộng ra tí để xuống quá. Đó, đó, rồi đứng dậy. Ừ. Rồi. Thấy thấy dễ chịu chưa? À, đây rồi, chị đứng dậy. À, và bây giờ ấy, là à, cho chị này chị nằm. Bây giờ bắt đầu nằm ấy. Thấy không? Rồi mọi người chú ý đây. Đi chị nằm cái đầu qua đây. À. Đi mọi người để ý này nha. Chị kia chị kéo cái ghế cái bàn dùng giúp cho sáng cho để chị bị. Rồi, lót giùm cho chị mượn cái đó cho chị mượn nằm. Nằm đèn cuối đã. Rồi, bây giờ đến cái bài ép chân á, thì mọi người nhìn này nha. Cái bóng á chúng ta sẽ chặn ở đây. Và chị này á là bản thân chị này sẽ cầm hai cái tay lên cái đầu gối. Và chị sẽ là người kéo sát vô. Mọi người biết cái to cái này là phải chịu khó làm hàng ngày nha. Ông chồng cái đó rồi. Vâng. Rồi kéo sát vô. Nè, thì à, thì mọi người nhớ này nha. À, mọi người nhớ nè, khi ép chân á là ép vô vậy, thở ra. Thì thở ra. Rồi. Để vào, hít vào, ép vào, rồi chị nắm kéo, rồi thở ra, rồi ép vào, rồi ống đâu rồi, rồi chị là anh làm đi. Và mọi người nhớ là kéo vào á, thì là thở ra, mà khi mà đưa ra thì hít vào, nhưng mà làm từ từ, đừng có làm gì lẽ chứ, là chậm chậm thôi, và ép đi. Và khi mà mọi người nhớ á, là cái bài tập này á, là hàng ngày phải làm. Tại vì á, là anh này mà anh làm thường xuyên á, thì cái bụng của chị này sẽ nhỏ lại. Ha, thành thử là chịu khó ép gối hàng ngày. Ha. Không cần ép gối. Không có, có ép. Và bản thân á, của chị này á, là cũng phải chịu khó. Chứ nếu không á, là cứ dựa vào ông chồng không, không sao. Thôi ra hít vào. Và là 10 cái. Đủ rồi đấy. Nó cái này. Chân này. Và tôi dặn mọi người cái điều vậy nè. Là khi á, là mình ép chân cho người bệnh á, thì cái người bệnh nhân là chủ yếu. Họ sẽ kéo chân ép. Và nếu như á, mình cố tình. Anh nhầm. Mình cố tình. Mình mà mình đẩy á. Tay đỡ sau này cọp lên. Kéo đẩy xuống cho cô. Không, rồi rồi mọi người làm đi, bình tĩnh và mọi người đừng có hành động thô bạo nha. Tại vì khi mà mình làm như vậy á là gãy xương sườn của người bệnh, phải coi cẩn thận nha. Thành ra là cái sức ép của mình là dựa vào cái sức kéo của người bệnh, nhớ nha, chứ còn không phải mình dùng sức mạnh của mình, vì đã có người bị gãy xương sườn rồi. Do đó mình phải chú ý cái điều này. Thế mọi người rất là cẩn thận cho tôi cái này. Ha? Thì đây là những cái tai biến có thể xảy ra trong lúc mà mình sử dụng cái phương pháp mà ép bụng. Ha? Rồi 10 cái xong chưa? Rồi 10 cái xong rồi á, thì bây giờ ta dùng hai chân. Ha? Bây giờ chị co lên, bây giờ anh ép đó, rồi anh ép, không cần nữa đâu, rồi bây giờ ép vô, rồi chị kéo vô chị. Rồi thở ra, đó, rồi thả ra, hít vào, thở ra, chấp một chút này ra thì hít vào. Mọi người chú ý nha, nắm lấy cái này nha, là nhất là đối với những người đau cái thần kinh tọa, à, thì cái đây là những cái động tác mà sắp tới những người thần kinh tọa sẽ làm. À, thành ra là tại vì tôi hướng dẫn cho chị này chữa cái suy giãn tĩnh mạch chân, hồi nãy là bài suy giãn tĩnh mạch chân đó nha, và là cái bài để chữa khớp gối. Thành ra là hai cái ép chân và quay